nhắc lại Bella và Jessica cùng đi xem phim. Đây là bộ phim kinh dị. Phần còn lại của bộ phim gồm toàn những xác người đi khủng bố người ta, cùng với những tiếng thét không bao giờ dứt của những người còn sống, mà số người sống đó lại mỗi lúc một giảm hẳn đi. Trước lúc đi xem phim, tôi cứ đinh ninh rằng những cảnh trong phim dù có rùng rợn đến đâu cũng đừng hòng hù dọa được tôi. Nhưng mà kỳ thật, không phải vậy ngay khi mắt vừa tiếp nhận những hình ảnh kinh dị là khắp người của tôi đã nôn nao khó chịu rồi cũng đành chịu thôi tôi không thể hiểu được mình nữa chưa đến cuối phim khi trên màn ảnh bắt đầu xuất hiện một thây ma hốc hác phờ phạt đang lầm lũi lê bước theo sau kẻ cuối cùng còn sống sót tiếng thét hoảng loạn của nàng nhân vang vọng khắp khán phòng vang vọng cả vào tâm thức của tôi chỉ có đến lúc đó tôi mới hiểu được tâm trạng của mình gương mặt kinh hoàng của ba cô gái, bộ mặt sắc lạnh, vô hồn của kẻ bám theo cô cứ liên tục xuất hiện, đang xen trên màn hình. Càng lúc, càng rút ngắn dần khoảng cách. Và tôi bất thần nhận ra hình ảnh của nhân vật nào là ứng với mình nhất. Tôi đứng bật dậy. Này, bộ đi đâu vậy? Còn hai phút nữa là hết phim rồi. Jessica thì thào. Ờ, mình, mình muốn đi uống nước. Tôi làm bầm trả lời, rồi ba chân bốn cẳng chạy dù ra cửa. Ra đến bên ngoài rạp chiếu phim, tôi lầm lũi chọn lấy một chiếc ghế, ngồi xuống. Cố gắng thôi không nghĩ đến những hình ảnh trêu người. Nhưng cái bộ phim ấy rõ ràng là đang mai mỉa, cười nhào tôi thật. Mọi thứ rõ rành rành như thế còn gì? Đấy, cuối cùng thì tôi cũng sẽ trở thành một thay ma biết đi. Bấy lâu nay tôi không nhận ra mình đang từ từ từng bước một tiến đến dần cái đích đó. Thật ra cũng chẳng phải là chưa có lần nào tôi nghĩ đến chuyện mình sẽ trở thành một quái vật đã đi vào huyền thoại cả. Chỉ có điều nhất định, không phải là một xác chết dị hợm biết đi đứng và hành động một cách quái gở mà thôi. Hoàng hốt, tôi lắc đầu quậy quậy, cố gắng trục xuất ra khỏi đầu một loạt những suy tưởng không đâu vào đâu. Không được, không được, không thể cứ tơ tưởng đến cái mơ ước của ngày trước nữa. Jessica cuối cùng cũng bước chân ra khỏi rạp chiếu phim. Ngần ngừ, có lẽ đang suy tính xem tôi có thể lê đến chỗ nào rồi. Rồi khi phát hiện ra tôi, cô bạn trông khuây khỏa hẳn, nhưng mà chỉ được một lát thôi. Vì ngay sau đó, cô tỏ ra là đang cáo thật sự. Này, bộ bộ sợ phim đó đến vậy hả? Jessica cất tiếng hỏi. Ừ, ờ, tôi xác nhận Hình như mình là đứa yếu bóng día. Lạ thật đấy. Cô bạn thôi chào mày. Mình đã không nghĩ là bồ sợ. Mình thì hét suốt, còn bồ thì chẳng thấy hét một lần nào cả. Vậy nên mình chẳng hiểu tại sao bồ lại bỏ ra ngoài. Tôi nhúng dài. Tại mình quá sợ đấy thôi. Cô bạn cũng dịu xuống được đôi chút. Đây là phim kinh dị nhất mà mình được xem đấy. Mình cược là thế nào đêm nay tụi mình cũng sẽ nằm mơ thấy ác mộng cho bà coi ừ chứ còn gì nữa tôi đáp lời jessica cố giữ giọng bình thản chắc chắn là tôi sẽ mơ thấy ác mộng rồi nhưng sẽ không phải về cái xác người hồi sinh đâu cô bạn thoáng mở bừng mắt nhìn tôi nhưng rồi lại quay sang hướng khác thật nhanh chắc là cái giọng nói của tôi lại phản bội tôi rồi nào bây giờ bạn muốn ăn ở đâu nào Jessica lại hỏi, mình không biết nữa. Ơi, ừ, thôi được rồi. Chúng tôi bước đi bên nhau. Jessica luôn miệng kể về giai nam chính trong bộ phim vừa chiếu. Tôi thì chỉ biết có mỗi việc gật đầu khi nghe cô bạn tả một thôi một hồi về vẻ hấp dẫn của anh ta, Chứ chẳng thể nào mà nhớ nổi là có nam tài tử nào thủ vai người sống cả. Và cứ thế, tôi để mặc cho đôi chân bước đi theo Jessica trong khi tâm trí thì hoàn toàn không hề đặt vào đường xá. Tôi chỉ ngờ ngờ nhận ra rằng trời lúc này đã tối sẫm và không gian xung quanh đã im ắng hơn. Mãi đến một lúc sau, tôi mới hiểu ra được cái lý do của sự tĩnh lặng đó. Thì ra là Jessica đã ngưng công việc của đài phát thanh từ lúc nào rồi. Tôi nhìn cô bạn hối hận, mong rằng cô không bị tổn thương. Jessica không hề nhìn tôi, gương mặt của cô đang lộ rõ vẻ căng thẳng, cứ nhìn thẳng mà bước, dội vàng. Rồi bất chợt, nhanh như cắt, Jessica phóng đôi mắt sang phía bên kia đường. Nhưng chỉ một thoáng rồi thôi, ánh mắt của cô bạn lại trúng một về phía trước. Chỉ có đến lúc này tôi mới chịu quan sát xung quanh. Chúng tôi đang bước đi trên một dĩa hè nhỏ hẹp, tối tăm. Các cửa hiệu nho nhỏ ở hai bên đường đều đã cửa đóng then gai từ lúc nào. Đèn đóm tắt ngóm, các ô cửa sổ tối om nhưng ở khá xa trước mặt chúng tôi lại là một đoạn đường sáng đèn và thấp thoáng ở phía xa xa ấy là cái bảng hiệu hình dòng cung sáng rực rỡ của cửa hàng donald jessica xăm xăm dẫn tôi đến đó còn ở phía bên kia đường chỉ có duy nhất một cửa tiệm đang hoạt động các ô cửa sổ đều buông rèm kín mít như muốn che phủ mọi hoạt động đang diễn ra ở bên trong bên ngoài Trước cửa tiệm là mấy cái biển hàng gắn đèn neon, những dòng chữ quảng cáo bán đủ các thứ bia bọt hiện ra rực rỡ, đập vào mắt những kẻ đi đường. Và điều được ghi chú lớn nhất, chói sáng trong thứ ánh sáng màu xanh lục, chính là một cái tên của tiệm rượu: Beta Chột. Cái tên này gợi cho tôi thắc mắc, không biết bên trong quán có cái gì mang hơi hướng của hải tặc không. Cánh cửa bằng kim loại đang mở sẵn, phía bên trong chỉ sáng tù mù hắt ra âm thanh rì rầm, nghe tiếng được tiếng mất của nhiều giọng nói, pha lẫn với tiếng đá lanh canh, da vào thành ly vang lên khe khẽ, giữa không gian tĩnh mịch, dòng sang cả phía bên này đường. Và kia, thơ thẩn ngoài cửa tiệm, loanh quanh bên cửa ra vào là bốn người đàn ông. Tôi quay lại liếc nhìn Jessica. Đôi mắt của cô bạn tôi vẫn không rời khỏi con đường trước mặt lấy một mm. Trong lúc đôi chân vẫn thoăn thoát bước đi, thần sắc không có vẻ gì cho thấy là cô đang hoảng sợ. Tất cả chỉ đơn thuần là cảnh giác, cố gắng không gây bất kỳ một chú ý nào mà thôi. Bất giác tôi dừng chân, nhìn đăm đăm bốn người đàn ông, tận sâu trong tiềm thức của tôi bỗng trỗi lên một cảm giác ngờ ngợ. Không gian khác, thời gian cũng khác, nhưng sao tình cảnh lại hoàn toàn giống nhau đến thế kia chứ? Một kẻ trong bọn cũng thấp người và có nước da đen nhánh như vậy tôi thừa người ra rồi một cách chậm rãi quay sang quan sát họ người kia cũng bắt đầu ngước mắt lên chú ý đến tôi đôi mắt của tôi găm thẳng vào hắn toàn thân bỗng chốc trở nên cứng đờ tôi đứng như tượng trên vỉa hè béo la béo la Jessica thì thầm Bồ đang làm gì vậy tôi lắc đầu hoàn toàn không có ý thức gì về hành động của mình nữa uhm. Mình nghĩ là mình có biết họ đấy. Tôi lẩm bẩm đáp. Tôi đang làm gì vậy cả? Lẽ ra sau khi nhớ lại rồi, tôi phải chạy học tóc, sẽ phải tống cứ hình ảnh của bốn gã thanh niên lang thang đêm nào ra khỏi tâm trí. Sẽ phải đề phòng, phải tự vệ, đang trong lúc điến người như thế này kia chứ. Đằng này, tại sao tôi lại cứ lững thững bước xuống đường, đầu óc hoàn toàn mụ mẫm như vậy? Sự đời quả thật có lắm trùng hợp quái quăm tôi lại tiếp tục hiện diện trên con đường tăm tối ở port angeles nhưng mà lần này bên cạnh tôi còn có jessica đôi mắt của tôi cứ tập trung vào gã thanh niên thấp người cố gắng nhận ra dáng vẻ quen thuộc của hắn qua hình ảnh của kẻ đã khiến cho tôi phải hoảng sợ vào một buổi tối cách đây gần một năm tôi nghi ngại không biết có cách nào khả dĩ nhận ra hắn không có phải đấy thực sự là hắn không những chi tiết quan trọng của buổi tối đặc biệt ấy đã theo năm tháng nhạt nhòa từ lâu rồi. Hiện thời, chỉ còn có cơ thể của tôi là khả dĩ tìm lại được ký ức tốt hơn tôi mà thôi. Đấy, có xa lạ gì đâu với đôi chân tê cứng khi mà cố quyết định xem nên đứng lại hay chạy đi. Có lạ lắm gì đâu với cái cổ họng bỗng chốc nghẹn cứng lại và hoàn toàn khô khóc khi cố sực bật thét thật to. Quen thuộc làm sao với phần da ở các khớp ngón tay nhanh chóng căng ra hết cỡ khi nắm tay đang siết chặt lại. Và có chết tôi cũng không tài nào quên được cái lạnh ở sau ót khi mà gã thanh niên tóc đen gọi tôi là cưng. Không gian hốt nhiên lượng lờ một làn khí đe dọa tỏa ra từ người đàn ông chưa kịp làm gì tôi vào buổi tối hôm đó. Nó hiện hiện mỗi lúc một rõ nét hơn trong cái tình trạng hiện thời khi mà họ là người lạ, nơi đây lại tầm tối và nhất là khi bọn họ lại đông hơn hẳn hai đứa tôi. Tất cả chỉ có thể... Nhưng cũng đủ để khiến cho giọng nói của Jessica dở òa vì hốt quản khi dục tôi. Bèo la, đi thôi. Nhưng tôi phớt lờ cô bạn của mình, cứ chậm rãi bước tới. Trong đầu không có bất kỳ một ý niệm nào về đôi chân của mình. Tôi không hiểu căn cớ tại sao, chỉ duy nhất nhận thức được rằng chính mối đe dọa sâu thẳm của những gã đàn ông này đã cuốn tôi về phía họ một sự bốc đồng ngớ ngẩn hết chỗ nói nhưng đã từ lâu rồi tôi mất đi cảm giác này nay lại có trở lại tôi muốn đi theo đến cùng có cái gì đó là lạ bỗng đập rộn ràng trong các tỉnh mạch của tôi là chất adrenaline tôi bất chợt nhận ra sau một thời gian dài vắng bóng trong cơ thể tôi nay nó đang đập thình thịch trong các mau mạch hòng chống lại sự lãng tránh tức thời của cảm xúc. Quá đổi lạ lùng, cớ sao adrenaline lại xuất hiện vào lúc này, khi mà tôi không còn tí chút cảm giác nào gọi là sợ hãi cả. Dường như đây chính là dư âm của lần cuối cùng tôi đứng như thế này, trên một con đường vắng, tối om om ở Port Angeles cùng với những kẻ lạ mặt. Không có lý do gì để mà tôi phải sợ hết. Tôi nhận ra điều đó. Mà kỳ thực, tôi cũng không thể tưởng tượng ra được rằng trên mặt đất này còn sót lại một điều gì đáng sợ. Chỉ ít cũng là về mặt tự nhiên. Một trong số hiếm hoi lợi thế mà một kẻ đã thất bại về mọi thứ như tôi còn có được. Tôi cứ lủi tuổi bước tới. Có lẽ đã ra được đến tim đường thì Jessica bắt kịp. Cô bạn chộp ngay lấy tay tôi. Bèo la. Bộ không có vào quán rượu được đâu. Cô bạn của tôi rít lên mình không đặt chân vào đó đâu tôi trả lời một cách lơ đãng giật tay ra khỏi tay của bạn mình chỉ muốn kiểm tra một chuyện thôi này bộ có mất trí không đấy jessica thì thào bộ bộ tính tự sát hả câu hỏi bất ngờ đó đã trúng vào cánh cửa tiềm thức của tôi tôi quay sang nhìn jessica không mình không có ý định đó giọng nói của tôi cất lên đầy cảnh giác mà quá thật cũng đúng là như vậy. Tôi không có ý định tự tử, thậm chí là ngay từ hồi đầu khi cái chết rõ ràng là một sự giải thoát. Thế mà tôi còn không nghĩ đến nữa là tôi nợ bố quá nhiều, trách nhiệm đối với mẹ của tôi cũng còn quá lớn. Tôi phải nghĩ đến bố mẹ của tôi. Mặt khác, tôi cũng đã hứa là sẽ không làm điều gì dại dột hay là kinh xúc. Chính vì tất cả những lý do đó mà cho tới nay tôi vẫn còn hít vào thở ra được đều đều trên cõi đời này bất chợt nhớ đến lời hứa kia trong tôi bỗng dâng trào những cắn rứt của tội lỗi tuy nhiên điều tôi đang làm lúc này đâu có tính vào đấy được nó đâu có giống như việc tôi đang cầm dao mà cứa vào cổ tay của mình jessica tròn xoe mắt nhìn tôi miệng há hốc câu hỏi của cô bạn về tự tử là quá cường điệu vậy mà tôi vẫn điềm nhiên trả lời tôi đã hiểu ra vấn đề một cách quá trễ bồ đi ăn đi tôi khuyến khích cô bạn vẫy vẫy tay về phía cửa hàng bán thức ăn nhanh tôi không thích cái kiểu cô bạn nhìn tôi như vậy mình sẽ theo bồ ngay mà nói rồi tôi quay đi bước chân lại hướng về những gã đàn ông đang giỏi nhìn chúng tôi bằng những cặp mắt hiếu kỳ hào hứng bèo la thôi ngay đi các cơ bắp trên người của tôi hốt nhiên tê liệt toàn thân tôi bỗng chốc như dại hẳn đi. Không phải là Jessica đang quở trách tôi, mà là một giọng nói du dương quen thuộc. Dẫu đang tức giận, nhưng vẫn êm mượt như nhung. Đó chính là giọng nói của anh. Tôi nhận ra ngay, nhưng vẫn cẩn thận không nghĩ đến anh. Tôi ngạc nhiên về nội âm thanh ấy đã không khiến cho tôi phải khủy gối, không khiến cho tôi phải gục ngã trên mặt đường. Trong nỗi đau khổ vì đã chia lìa. Không, không hề đau, không gì cả. Mà ngay khi tôi nghe thấy tiếng của anh, mọi thứ xung quanh tôi chợt hiện ra sáng rõ. Tựa hồ như đầu của tôi vừa ngoi lên khỏi mặt nước đen kịt. Tôi nhận thức được nhiều hơn. Quan cảnh, âm thanh, cảm giác về bầu không khí lạnh buốt đang lướt như khứa qua da mặt mình mà nãy giờ tôi không nhận thấy. Cả những mùi vị phát ra từ tiệm rượu đang mở cửa kia tôi ngó giáo giác sững sờ trở lại với jessica đi giọng nói êm ái kia lại ra lệnh âm điệu cho thấy vẫn còn đang giận lắm em đã hứa rồi không được làm điều gì dại dột cả tôi chỉ trơ trọi có một mình jessica đang đứng cách tôi vài bước chân ngó sững vào tôi bằng một đôi mắt không hồn vía bên kia đường đang tựa lưng vào tường những người lạ mặt cũng đang nhìn tôi lấy làm lạ không biết là tôi đang định làm gì lại cứ đứng trơ trơ bất động giữa tim đường như vậy tôi lắc đầu quay quậy cố sức hiểu ra vấn đề tôi biết anh không hề hiện diện ở đây tất nhiên anh cũng không thể ở bên tôi nữa sau lần sau lần gặp cuối cùng ấy cơn thịnh nộ lần quốc những lo âu vẫn là cơn giận quen thuộc ngày nào mà cả đời chưa có ai ngoài anh nói với tôi như thế em phải giữ lời hứa đấy. Giọng nói loan dần, loan dần, rồi biến mất như kiểu người ta hay dặn nhỏ âm lượng của chiếc radio. Tôi bắt đầu ngờ vực. Chắc tôi đang bị ảo giác không chừng. Ký ức, cái cảm giác ngờ ngợ cái tình cảnh quen thuộc nhưng ở vào tình thế khác. Phải rồi, tất cả đều do ký ức mà ra. Nhanh như cắt, tôi ra soát lại trí óc của mình cố gắng tìm ra những khả năng gần với thực tế nhất khả năng thứ nhất tôi bị mất trí đây là thuật ngữ của người ta hay dùng để chỉ những người nghĩ rằng mình đã nghe thấy những lời nói nào đó nhưng mà kỳ thực là chẳng có lời nói nào cả cũng có thể khả năng thứ hai chính tiềm thức đã nói thay những điều nó nghĩ là tôi cần nghe đây đơn thuần chỉ là một ước mơ đã được tái hiện lại đầy đủ một khúc củi giữa dòng mà tôi đang cố bám víu hòng thoát khỏi nỗi đau. Không sai, tôi đang cố bám víu vào điều quyền hoặc rằng anh lúc nào cũng nơm nớp lo lắng cho sự an nguy của tôi. Tôi cứ tự vẽ ra trong đầu của mình những điều anh đã nói. Giả dạ như anh có mặt ở đây và dạ, anh lo lắng trước những điều không may xảy đến với tôi. Chắc hẳn là như vậy. Tôi không nghĩ ra được khả năng thứ ba Thế nên tôi chỉ hy vọng trường hợp của mình rơi vào khả năng thứ hai. Thà rằng trong tiềm thức sâu thẳm trong con người của tôi đang cuốn cuồng cả lên, còn hơn là tôi cần phải nhập viện cấp kỳ. Nhưng khổ nổi, cái phản ứng của tôi hiện thời cũng khó mà tin được là đang bình thường. Tôi đang cảm thấy dễ chịu. Bấy lâu nay tôi vẫn lo canh cánh rằng sẽ quên mất giọng nói của anh. Vì thế hơn lúc nào hết, lúc này đây, trong tôi tràn ngập một nỗi niềm biết ơn khôn xiết khi biết rằng trạng thái vô thức của tôi đã lưu giữ được giọng nói của anh tốt hơn cái đầu tỉnh táo của tôi ngày thường. Nhưng tôi không được nghĩ đến anh. Đây là điều tôi buộc lòng phải nghiêm khắc cho bản thân của mình nhất. Nhưng rồi tôi đã không đạt được đến độ tuyệt đối như vậy. Tôi cũng chỉ là một con người mà thôi. song không hiểu sao, tôi lại cảm thấy khá hơn, đồng hành với điều đó, Nỗi đau khổ mà tôi tránh né được bao lâu nay bỗng chốc ẩn hiện trong cõi lòng. Ngày trước, khi đứng giữa ngã ba đường, giữa đau khổ và vô ưu, tôi đã chọn lấy vô ưu. Để rồi chính sự quyết định đó đã khiến cho cảm xúc trong con người của tôi càng lúc càng chết giận chết mòn. Ngay trong lúc này đây, tôi đang chờ đợi nỗi đau thương kéo đến. Các cảm xúc trong người đã không còn bị đóng băng, mà ngược lại mọi dây thần kinh cảm xúc sau nhiều ngày ngần ngật trong vô vọng giờ đã sống dậy một cách khác thường chỉ có điều nỗi khổ đau thông thường không hề ló mặt chỉ có duy nhất một nỗi đau đó chính là nỗi thất vọng vì giọng nó của anh đang phai dần mà thôi suy đi tính lại chỉ đúng một giây hành động khôn ngoan nhất lúc này là hãy chấm dứt ngay những suy tưởng nhất thời trong tiềm thức kia đi tất nhiên là sẽ không tốt cho tinh thần về sau chỉ có kẻ ngốc mới đi khuyến khích cổ vũ cho những ảo giác như vậy nhưng giọng nói của anh mỗi lúc mỗi nhạt nhòa thế kia tôi lại bước tiếp thêm một bước thăm dò bèo la quay lại đi anh cào nhào tôi thở dài khuây khỏa điều tôi muốn nghe chính là giọng nói gầm ghè của anh dẫu rằng anh lo lắng cho tôi chỉ là giả là hư ảo, là một giấc mơ đáng ngờ từ tiềm thức của tôi mà thôi. Dài giây ngắn ngủi trôi qua, tôi đã quyết định xong đâu vào đấy. Nhóm khán giả của tôi vẫn đang dõi mắt theo tôi, hiếu kỳ. Toàn thân của tôi như đang rung lên cầm cập khi quyết định xem có nên đi tiếp về phía họ hay không. Làm thế nào mà họ đoán ra được tôi đang trở thành gàn dở nhờ. Tôi không có hành động gì rõ ràng, chỉ đứng yên một lúc mà thôi. Xin chào. Một tên trong bọn lên tiếng, giọng nói của hắn vừa đỉnh đạt, vừa mang một chút kiêu ngạo. Và hắn trắng, tóc vàng que, và hắn đứng theo cái tư thế của những kẻ tự phụ, cứ tự cho rằng mình bảnh bao lắm. Mà kỳ thực, tôi cũng không biết hắn có thật sự như vậy không nữa. Tôi vốn là một kẻ hay có thành kiến. Tôi chỉ trả lời trong đầu, một tiếng trả lời khiêu khích, rồi tôi mỉm cười gã thanh niên ta đây có vẻ như tin đấy là sự cổ vũ tôi có thể giúp gì cho em không hình như em bị lạc đường hẳn nháy mắt nụ cười xếp lên đến tận bàn tay một cách cẩn thận tôi bước qua rành nước thứ nước đen ngòm lặng lẽ chuyển mình vào bóng đêm không tôi không đi lạc giờ thì tôi đã tới gần bè lũ bốn tên ánh mắt của tôi chú mục vào họ một cách khá sổ sàng Tôi nhìn kỹ gương mặt của gã da đen thấp người. Hoàn toàn xa lạ, một cảm giác ngỡ ngàng bao phủ toàn thân. Anh ta hoàn toàn không phải là gã thanh niên tồi tệ đã bám theo tôi gần một năm trước. Giọng nói ở trong đầu tôi cũng đã lặng tiếng. Người thanh niên có chiều cao khiêm tốn ấy đã nhận ra cái nhìn chầm chầm của tôi. Tôi mời em một ly nha. Anh ta lên tiếng, vẻ tự tin, dường như lấy làm hãnh diện vì tôi chỉ chăm chú nhìn có mỗi anh ta. Tôi chưa đủ tuổi. Tôi trả lời liền tấp lự. Người thanh niên khựng lại. Thắc mắc vì sao vô can vô cớ tôi lại bước sang đây. Và tôi bị lâm vào tình huống không thể không giải thích. Ở bên kia đường tôi thấy anh giống giống với một người, với một người quen. Tôi xin lỗi tôi đã lầm. Mối đe dọa đã lôi tôi bước sang bên này đường, hoàn toàn tàn biến, những người này hoàn toàn không phải là đám thanh niên nguy hiểm dạo nào. Có lẽ họ là những người tử tế, đàng hoàng. Tôi không còn việc gì ở nơi này nữa. Ồ, không sao. Người thanh niên tóc vàng ta đây trả lời. Các em cứ ở lại đây chơi, giết thời giờ với chúng tôi mà. Cảm ơn, nhưng mà tôi không thể. Jessica đang ngập ngừng ở giữa tim đường. Đôi mắt của cô bạn mở to, chứa đầy tức tối và khiếm nhã. "Ừm, uhm, chỉ một lúc thôi." Tôi khẽ lắc đầu và quay lại với Jessica. "Bọn mình đi ăn đi." Tôi đề nghị và liếc nhìn cô bạn, dù rằng chỉ trong một lúc, tôi không còn khoát lên người cái dáng vẻ giật vờ của một thây ma hồi sinh nữa, nhưng trong tôi cũng chẳng khác gì một kẻ đã chết rồi. Đầu óc tôi cứ bị ám ảnh bởi những chuyện đau đầu. Cái cảm giác bất cần đời, chai lì mọi cảm xúc đã không còn hiện diện ở nơi tôi nữa càng lúc, tôi lại càng lo lắng mỗi phút giây cứ thế trôi qua mà không trở lại. Này, lúc đó, bộ đang nghĩ cái gì vậy? Jessica bắt đầu nạt nộ. Bộ không quen biết bọn họ kia mà. Họ có thể là mấy tên điên đấy. Tôi nhúng dài, hy vọng cô bạn sẽ cho qua chuyện. Mình cứ ngỡ là mình biết một người. Bộ kỳ quặc thật đấy. Bella nè mình không còn nhận ra bồ nữa. Mình, mình xin lỗi. Tôi chẳng còn biết nói câu nào khác hơn. Sau đó, chúng tôi cùng sánh bước đến quán ăn trong im lặng. Tôi dám cược rằng, giữa lúc này đây, cô bà của tôi đang ao ước là phải chi ngay khi vừa rời khỏi rạp chiếu phim. Chúng tôi đã leo lên chiếc xe của cô mà bon bon, thay vì phải đi bộ một quãng đường như thế này. Và cô sẽ cầm lái suốt cho an toàn giờ thì cô bạn cũng như tôi hồi lúc đầu đang mong cho buổi tối mau mau kết thúc trong lúc thưởng thức mấy món ăn tôi có thử bắt chuyện với jessica vài lần nhưng mà lần nào cô bạn cũng tỏ ra lãnh đạm thờ ơ vậy là tôi đã làm tổn thương đến cô ấy nhiều lắm rồi đến khi ngồi được vào xe jessica bắt đầu chỉnh chiếc radio sang đài phát thanh yêu thích của mình rồi dặn nút âm lượng lên thật lớn để khỏi phải nói chuyện với tôi nhưng tôi không còn phải nỗ lực phớt lờ tiếng nhạc đi như thường lệ nữa cho dù ít nhất là một lần đầu óc của tôi không còn bị tê liệt với những trống rỗng mịt mờ tôi có quá nhiều thứ phải ngẫm nghĩ chẳng còn tâm trí đâu mà chú ý đến lời ca tiếng nhạc và tôi mong chờ cơn mụ mẫm quay trở lại cũng như đón chờ những khổ đau bởi lẽ những khổ đau đang trên đường đến với tôi tôi đã vi phạm những nguyên tắc do chính mình đặt ra mất rồi thay vì phải trốn tránh những ký ức tôi lại tiến thẳng mà đến với nó trong tâm trí tôi đã nghe rõ mồn một giọng nói của anh và vì vậy tôi sẽ phải trả giá tôi hoàn toàn chắc chắn về điều đó đặc biệt là khi tôi không thể phục hồi lại cái thần trí âm u như ngày thường để mà tự bảo vệ mình ngược lại tôi lại hoàn toàn tỉnh táo chính điều đó đã làm cho tôi cảm thấy sợ hãi cái cảm xúc mạnh nhất hiện thời có ở trong tôi chính là sự khuây khỏa. Khuây khỏa trong tận cõi lòng, từ tận cùng sự tồn tại của mình. Và đang trong lúc nỗ lực để không nghĩ đến anh, tôi đồng thời cố tìm mọi cách để không phải quên anh. Tôi lo lắm. Đêm nay, khi cơn mất ngủ bòn rút hết toàn bộ sức lực của tôi, đập dỡ toàn bộ khả năng chống chọi của tôi, tất cả những gì thuộc về anh sẽ bị cuốn đi sạch bách rồi đầu óc của tôi sẽ chỉ là một cái rây không hơn không kém và một ngày nào đó tôi không còn nhớ được chính xác màu mắt của anh không còn nhớ được chính xác cái cảm giác khi chạm vào làn da buốt giá của anh hay sự trầm bổng mượt mà chứa đựng trong giọng nói của anh tôi không được nghĩ đến những điều đó nhưng đồng thời tôi phải khắc ghi những chi tiết đó ở trong tim tất cả chỉ bởi một lý do duy nhất tôi phải tin để mà còn tiếp tục sống trong cuộc đời này tôi phải biết rằng anh vẫn tồn tại chỉ cần có thế thôi còn tất cả những thứ khác tôi đều có thể chịu đựng được miễn là anh còn tồn tại đó chính là lý do khiến cho tôi cố bám rễ sâu hơn vào thị trấn pho so với ngày trước đó chính là lý do khiến cho tôi tranh cãi với bố đến cùng khi mà ông muốn tôi thay đổi nơi sống thật lòng mà nói xét cho cùng thì hành động của tôi chẳng có nghĩa lý gì cả sẽ chẳng có ai quay trở lại ford đâu nhưng nếu như tôi đến chắc villa hay bất cứ nơi nào khác xa lạ và tràn ngập ánh sáng mặt trời thì làm sao mà tôi có thể tin chắc rằng anh là có thật đây ở một nơi mà tôi không còn có thể mường tượng ra anh lòng tin của tôi sẽ bị mai một và rồi tôi sẽ chết dần chết mòn mất thôi không được nhớ lại sợ quên thật là một lằn ranh mỏng manh khó bước. Và tôi ngạc nhiên khi nhận ra là Jessica đã đổ xe ngay trước cửa nhà tôi. Cuốc xe không mất nhiều thời gian, nhưng có vẻ như chóng dánh quá. Tôi đã không nghĩ rằng Jessica có thể chịu đựng im hơi lặng tiếng được trong suốt cả một chuyến đi. Cảm ơn bộ đã đi chơi với mình nha, Jessica. Tôi vừa nói, vừa mở cửa xe. Mình rất vui. Tôi mong cho cái từ vui đó dùng ở đây là thích hợp. Ờ, à, cô bạn tôi làm bầm. Mình xin lỗi về sau cái buổi xem phim nha. Được rồi, beo la. Cô bạn nhìn trân trối ra ngoài ô cửa kính trắng gió, không thèm quay sang nhìn tôi. Vậy là cô ấy tha để cho cơn giận lấn ác mình mà khó chịu, còn hơn là cho qua mọi chuyện để mà nhẹ nhõm. Thứ hai, gặp lại bồ nhé. Ờ, à, tạm biệt. Thua. Tôi đóng cửa lại. Jessica phóng xe đi, vẫn không thèm nhìn tôi lấy một lần. Và tôi thì quên luôn cô bạn ngay khi vừa đặt chân vào nhà. Ngài cảnh sát trưởng đang chờ tôi ở ngay giữa nhà. Ngài khoanh hai tay thật chặt trước ngực, hai bàn tay siết lại muốn nổi giận. "Ôi, bố." Tôi lên tiếng như thể vừa nhớ ra khi đi vòng qua bố hướng đến cầu thang. "Hôm nay tôi đã nghĩ về anh nhiều quá rồi." tôi chỉ muốn về phòng trước khi những hệ quả ấy đuổi kịp mình mà thôi này còn là cả ở đâu giờ mới về vậy ngài cảnh sát trưởng hỏi gặng tôi nhìn bố ngạc nhiên con đi xem phim ở Port angeles với jessica hồi sáng con đã nói với bố rồi mà ừm uhm. con đi được chứ ạ à? bố cẩn thận quan sát sắc mặt của tôi đôi mắt hốt nhiên sáng bừng lên như thể vừa nhận ra một điều gì đó Ờ, à, được rồi. Con đi xem phim có vui không vậy? Dạ, vui lắm bố. Tôi trả lời. Tụi con xem phim về mấy cái xác chết hồi sinh ăn thịt người mà. Hay ơi là hay. Đôi mắt của ngài cảnh sát trưởng, tức thì xa sầm xuống. Chúc bố ngủ ngon nha. Và bố để cho tôi đi. Tôi hối hả trở về phòng. Vài phút sau, tôi đặt lưng xuống giường, cam chịu. Nỗi khổ đau cuối cùng cũng đã lộ diện. Tôi nhanh chóng bị đốn ngã. Tựa hồ như ngực của tôi bị thủng một lỗ lớn. Lục phủ ngũ tạng bị cắt hết. Chỉ còn trơ lại những vết cắt mới khó lành, rách bươm, nằm quanh miệng những vết thương cũ, cũng đang bắt đầu nứt toạt, tóe máu. Cho dù thời gian đã trôi qua khá lâu, những gì tôi còn nhận thức được là hai lá phổi vẫn còn y nguyên. Bằng chứng là tôi hãy còn thở lấy thở để được. Còn cái đầu thì quay cuồng như trông chóng trong một cảm giác bất lực hoàn toàn và trái tim của tôi thì chắc chắn vẫn đang hoạt động như thường nhưng không hiểu sao tay tôi không còn nhận ra nhịp đập của nó nữa đôi tay cũng buồn tê tái với những buốt giá con người lại tôi tự vòng tay ôm lấy mình quyết dứt khoát giữa u mê và tỉnh táo nhưng rồi cả hai trạng thái này tôi đều cảm thấy chơ vơ bất chợt tôi nhận ra rằng mình vẫn có thể vượt qua được tôi như tỉnh ra hoàn toàn nhận thức được nỗi đau hiện tại những nỗi đau đớn tỏa ra từ lồng ngực dỗ những cơn sóng buốt nhói cả tâm can đến hai tay hai chân và cả đỉnh đầu nữa song tôi vẫn không thể khống chế được tôi sẽ sống chung với nó không phải là vì theo thời gian nỗi đau đã thuyên giảm rồi mà đơn giản là vì tôi đã mạnh mẽ hơn để có thể chịu đựng được nó Chính là nhờ có buổi tối hôm nay, nhờ có những thây ma, nhờ có chất adrenaline hoặc cũng có lẽ là nhờ những ảo giác mà tôi tỉnh lại. Và lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài, tôi không biết mình đang trông chờ vào điều gì vào buổi sáng ngày mai. Kẻ nuốt lời. Bèo la, sao cậu còn chưa về đi? Mai lên tiếng hỏi, anh bạn nhìn sang bên cạnh chứ không nhìn tôi trực diện. Tôi cũng không biết là mình đã quên để ý tới giờ giấc được bao lâu rồi. Đó là một buổi chiều buồn tẻ ở nhà Newton. Lúc này trong cửa hàng chỉ có mỗi hai người khách quen. Hai du khách ba lô vô cùng sành sỏi, chỉ nghe qua cách họ trò chuyện với nhau cũng đủ kết luận được điều đó. Nãy giờ Mai đã theo dõi hết cuộc tranh luận của hai người. Chẳng là giữa lúc anh chàng đang tính tiền, họ trò chuyện với nhau về những gì mắt thấy tai nghe trong chuyến đi. Ai cũng cho rằng mình có kinh nghiệm hơn người kia, cũng nhờ vậy mà mai thư giãn được đôi chút. Mình ở lại thì có sao đâu? Tôi trả lời. Tôi đã không còn giam mình trong cái giò ốc mà sầu đời nữa. Hôm nay mọi thứ có vẻ như xa lạ và ồn ả quá, tựa hồ như tôi đã rút bông gòn ra khỏi lỗ tai vậy. Tôi cố bỏ ngoài tai cuộc trò chuyện của hai vị khách bộ hành đang cười đùa, chọc ghẹo nhau nhưng không thành công. Này, tôi cho cậu hay. Vị khách đậm người có bộ râu hung đỏ, hoàn toàn chẳng hợp tông chút nào với mái tóc màu nâu sẫm nói. Tôi đã từng thấy cái bọn gấu xám Bắc Mỹ lanh quanh ở Yellowstone rồi. Nhưng mà bọn chúng chẳng có vẻ gì gọi là hung dữ cả. Đầu tóc của người đang nói, rối bù, bộ quần áo trông như mặc vài ngày rồi chưa thay. Anh ta vừa mới đi núi về. Không dám đâu. Gấu đen thì làm sao mà to bằng đó được chứ. Còn mấy con gấu xám Bắc Mỹ mà cậu nhìn thấy, chắc chỉ là gấu con thôi. Vị khách thứ hai dặn lại bạn mình. Anh ta cao, ốm nhòm ốm nhách, gương mặt sạm nắng, giải dầu gió sương. Mình nói thật đi Beo La, hai anh chàng này ra khỏi cửa hàng là mình cũng đóng cửa luôn đấy. Mai thì thầm. Được thôi, nếu cậu muốn về mình Tôi nhúng dài. Chắc chắn là nó cao hơn cậu rồi. Dì khách để râu vẫn khăng khăng, còn tôi thì gói ghém đồ đạc của mình lại. Nó nó to như cái nhà và đèn như hắc yến đấy. Tôi phải báo cáo cho đơn vị bảo vệ rừng biết mới được. Mọi người cần phải được cảnh báo coi chừng đừng lên núi. Cái bảng cần phải để ở trước đường dài dặm á. Dì khách có nước da rám nắng bật cười. Để coi, lúc đó cậu đang đi trên đường à? Chắc cả tuần qua cậu đã chẳng ăn ngủ cho ra hồn, phải không? <laughs> Ủa, Mai, xong rồi hả? Vị khách có râu sực tỉnh nhìn sang chúng tôi. Hẹn thứ hai gặp lại cậu nha. Tôi làm bầm. À, dân, xong rồi. Mai trả lời, ngoảnh mặt về phía hai người khách. Này, gần đây ở khu vực này có cảnh báo gì không về gấu đen ấy? Không ạ. À. Nhưng mà tốt nhất là hãy luôn đề phòng và bảo quản thực phẩm đúng cách. À, hai anh đã thấy mặt hàng mới chưa? Lựu đạn cai phòng gấu á. Nặng chưa tới một kg đâu. Cánh cửa trượt mở, tôi bước ra ngoài mưa, nép mình trong chiếc áo khoác, hối hả chạy tới chỗ chiếc xe tải. Mưa dội xối xả xuống chiếc mũ trùm đầu của tôi, nghe ồn đến lạ thường. Nhưng rồi khi tiếng động cơ xe vang lên, mọi tiếng ồn xung quanh đều chìm nghiễm hết. Tôi không vội vã về nhà ngay. Căn nhà vắng vẻ, hiu quạnh lắm. Đêm qua tôi đã thất kinh hồn vía rồi. Không còn muốn tìm lại cảm giác từ cõi chết trở về nữa đâu. Cho dù là sau khi nỗi đau đã lắng xuống, tôi hoàn toàn có thể chợp mắt được rồi. Thì mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Đúng như lời tôi đã nói với Jessica sau khi xem phim xong. Đó là 100% tôi sẽ gặp cơn ác mộng hiện thời tôi vẫn thường xuyên nằm mơ thấy ác mộng đêm nào chúng cũng đến thăm tôi thật ra thì không hẳn là ác mộng cũng chẳng phải là nhiều ác mộng lắm cho cam mà lúc nào cũng chỉ có một ác mộng duy nhất những tưởng sau nhiều tháng trời mệt mỏi chịu đựng tôi đã miễn nhiễm được với nó rồi ai ngờ nó chẳng bao giờ thất bại khi mà hù dọa tôi nó chỉ bỏ ngay khi tôi đã ngồi bật dậy và gao thét ầm nhà Ngài cảnh sát trưởng bây giờ cũng chẳng thèm đến phòng của tôi để mà kiểm tra xem có chuyện gì nữa không. Ngài tin chắc rằng chẳng có kẻ gian nào lén được vào nhà mà bóp cổ tôi, hay là có chuyện gì ghê gớm đại loại như vậy. Ngài đã quá quen với chuyện đó rồi. Mà ác mộng của tôi chắc cũng chẳng làm cho ai khác ngoài tôi ra sợ được. Chắc chắn chẳng có ai thèm ngồi bật dậy mà khóc thét. A, à, rồi hu hu đâu chẳng có xác chết nào hồi sinh, chẳng có bóng ma nào vật vờ, lại càng không có những kẻ tâm thần. Hoàn toàn không có gì cả. Sự thật là như vậy, không có gì cả. Tất cả chỉ là mê cung bất tận của hàng hà xa số những cây xanh phủ đầy rêu. Không gian im ắng não nề đến mức quá thành một thứ áp lực khó chịu ép vào hai thái dương. Trời mờ tối, hệt như lúc chạng dạng của một ngày đầy mây chút ít ánh sáng còn sót lại cũng chẳng đủ sức soi rõ một thứ gì. Trong cái khung cảnh u ám ấy, tôi nhỏ bé, đang vội vã, lanh quanh, không tìm được lối đi. Cứ mãi tìm kiếm, tìm kiếm và tìm kiếm. Thời gian cứ thế lạnh lùng lướt qua. Tinh thần của tôi cũng theo đó mà giảm sút Mọi sức lực có được đều dồn cả cho đôi chân. Chạy, chạy, phải chạy nhanh hơn nữa. Cho dẫu càng gia tăng tốc lực thì tôi lại càng lóng ngóng dụng về. Và rồi tôi cũng đến được tâm điểm của giấc mơ. Hiện giờ tôi cũng còn cảm nhận được là ác mộng đang đến với mình. Vậy mà chẳng thấy nào tính lại được kịp lúc để mà khỏi phải đụng độ với nó. Vào đúng cái lúc tôi đã quên mất là mình đang tìm kiếm cái gì, thì cũng là lúc mà tôi chợt nhận ra rằng chẳng có cái gì để mà mình tìm, chẳng có cái gì để mà mình kiếm cả. Xung quanh Chẳng có gì khác ngoài khung cảnh vắng lặng, ảm đạm đến thê lương. Chẳng có gì khác dành cho tôi. Không có một cái gì, ngoại trừ chính cái sự thật là không có cái gì ấy. Và tiếp theo đó là tiếng thét thật dài. Nãy giờ tôi để tâm xem là mình phóng xe đi đâu. Cứ tự nhiên thả ga trên những con đường vắng vẻ, ướt mềm, không dẫn về nhà. Bởi lẽ tôi chẳng biết phải đi đâu cả. Lúc này tôi lại ao ước sao cho mình được tê liệt mọi cảm xúc. Nhưng lại không sao nhớ được là trước đây mình đã xoay sở điều ấy như thế nào. Cơn ác mộng vẫn làm tình làm tội đầu óc của tôi. Buộc tôi lại lan man nghĩ về những điều đã khiến cho mình đau khổ. Tôi không muốn nhớ lại cánh rừng một chút nào. Rồi khi nhận ra là tâm trí của mình không còn hiện lên một hình ảnh nào nữa. Tôi mới ý thức được rằng đôi mắt của mình đã mộng đầy những nước nỗi đau lại bắt đầu nhoi nhói khắp lòng ngực. Một tay giữ lấy vô lăng, tay kia tôi ôm ghi lấy những chỗ đau. Như thể anh chưa hề tồn tại trên cõi đời này. Lời nói từ quá khứ chợt hiện về làm quấy đảo tâm trí tôi. Nhưng không còn rõ ràng như trong ảo giác của tôi tối qua nữa. Tất cả chỉ còn là những từ ngữ không kèm theo âm thanh tựa như những chữ in trên một tờ giấy chỉ là những từ ngữ thôi. Ấy vậy mà chúng xé toạc những chỗ tấy đau nơi lòng ngực, cho vết thương loan ra, loan ra. Một cách nặng nề, tôi đạp chân vào phanh, hiểu rằng mình không nên tiếp tục cầm lái trong tình trạng kiệt cùng sức lực như thế này. Đổ gục người xuống. Tôi mặc nhiên để cho gương mặt của mình tì lên vô lăng mà cố gắng điều hòa hơi thở cho trở lại bình thường. Tôi không biết nỗi đau này có thể tồn tại trong bao lâu. Có lẽ, vào một ngày nào đó, sau nhiều năm trôi qua, khi đau khổ đã thuyên giảm đến mức mà tôi có thể chịu đựng được, tôi sẽ hồi tưởng lại khoảng thời gian dài tháng ngắn ngủi ấy, một thời kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời của tôi. Giả dạ như nỗi đau chịu lắng dịu để tôi làm được điều đó, thì tôi tin chắc một điều rằng tôi sẽ vô cùng biết ơn anh về những tháng ngày anh đã dành cho tôi. Nhiều hơn những gì tôi mong đợi nhiều hơn những gì tôi xứng đáng được hưởng. Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ nhìn lại cuộc đời của mình chỉ theo hướng này mà thôi. Nhưng nếu chẳng may, sự thể lại không khá hơn thì sao? Ngộ nhỡ những vết thương lòng không bao giờ chịu khép miệng lại thì sao? Lỡ liều thuốc độc tinh thần này, thay vì có thể tan biến đi, lại trường tồn mãi mãi thì sao? Tôi bấu chặt lấy lòng ngực, như thể anh chưa hề tồn tại trên cõi đời này tôi tua lại câu nói ấy trong tận cùng nỗi tuyệt vọng thật là một lời hứa ngốc nghếch và vô lý chưa từng thấy anh tự tiện lấy một bức ảnh của tôi lại còn đem đi những món quà mà anh đã tặng cho tôi nữa mà những việc làm đó có làm thay đổi mọi thứ biến mọi thứ trở về như cũ như từ trước khi tôi gặp anh đâu cơ chứ bằng chứng hiển nhiên nhất chính là trạng thái tinh thần không lúc nào ổn của tôi đây. Tôi đã thay đổi. Tính cách của tôi quay ngược đúng 180 độ. Chẳng còn ai nhận ra cái con beo la tôi trước kia nữa. Còn diện mạo thì khỏi phải nói. Khác xưa hoàn toàn. Gương mặt xanh xao trắng bệt. Ngoại trừ mấy cái quần thâm ở dưới mắt do những cơn ác mộng hành hạ. Hiện tại, đôi mắt của tôi đã chuyển sang màu đen, đủ sức để chọi với nước da tái xanh tái xám rồi giá mà tôi được trời ban có nhan sắc thì nhìn từ xa có lẽ tôi còn vượt qua cả ma cà rồng nữa đằng này tôi là một đứa con gái không đẹp thế nên tôi giống một thây ma biết đi hơn như thể anh chưa hề tồn tại trên cõi đời này thật là điên rồ đó là một lời hứa chẳng bao giờ anh giữ được một lời hứa mà ngày khi anh vừa nói ra đã trở nên vô nghĩa rồi tôi khẽ giọng đầu vào cái vô lăng mong sao có thể làm dơi đi cơn nhức nhối rồi tôi chợt nhận ra là mình cũng ngớ ngẩn không kém gì cái lời hứa kia của anh vì khi không tôi lại quyết tâm giữ đến cùng lời hứa của mình hợp lý ở chỗ nào khi tôi thì cứ chăm chăm làm theo giao ước còn người ta thì đã vi phạm ngay từ đầu ai mà thèm kiểm chứng xem tôi có làm điều gì khinh suất và dại dột không chẳng có lý do nào buộc tôi phải không được làm gì khinh suất chẳng có nguyên do gì khiến cho tôi không có được những hành động nào dài dột. Tôi bật cười, cười một cách chua chát, cười với chính bản thân mình, miệng vẫn còn hỗn hển thở. khinh suất ở thị trấn Ford, trong cơn tuyệt vọng, tôi chợt nảy ra một ý định. Cái ý nghĩ cay độc ấy làm sao lãng được tâm trí của tôi, xóa sạch mọi cơn đau, không chừa lại một chút dấu vết nào cả. Hơi thở của tôi trở nên nhẹ nhàng hơn và tôi đã có thể ngồi dậy mà tựa lưng vào thành ghế. Tiết trời hôm nay lạnh, nhưng mà trên trán của tôi đã bắt đầu lắm tắm mồ hôi. Và cứ như vậy, tôi tua đi tua lại cái ý nghĩ đen tối vừa nảy sinh trong đầu, bởi tôi không muốn bị rơi trở lại vào cái bể ký ức đau khổ đó nữa. khinh suất ở for, thế thì phải có nhiều sáng tạo vào, nhiều hơn những gì mình đang có hiện thời. Tôi thầm nhủ Ước gì tôi có thể tìm một cách. Ừm, uhm, có lẽ tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi rủ bỏ giao ước, khi đắm mình vào nỗi cô độc. Tôi đã chính thức trở thành một kẻ hứa mà không giữ lời rồi cũng nên. Nhưng mà làm sao tôi có thể biến mình thành một kẻ cố tình quên hết mọi thề hẹn. Khi mà ở đây, trong cái thị trấn bé con con này, luôn bình yên, hiền hòa được chứ. Lẽ tất nhiên, không phải Phò lúc nào cũng an lành. Nhưng hiện tại, chính xác thì nó đang như vậy đấy. Nó buồn tẻ nên nó bình an vô sự. Tôi nhìn chầm chầm ra ngoài ô cửa kính trắng gió một đội khá lâu. Thế mà những suy nghĩ cũng chẳng chịu nhanh lên hộ tôi. Đã vậy, những ý nghĩ đó hình như cũng chẳng dẫn tới đâu cả. Chán nản, tôi đưa tay tắt máy xe. Tội nghiệp cho cái xe, nãy giờ nó cũng đã kêu gào đến rác cả cuốn họng rồi. Tôi tất bật bước ra ngoài mưa. Cơn mưa phùng lạnh lẽo, mau chóng thấm vào tóc của tôi. Từng giọt nước nhẹ nhàng lăn dài xuống má, hệt như nước mắt. Thế cũng hay, nhờ vậy mà đầu óc của tôi được gột rửa hoàn toàn. Chớp chớp mắt để vũ sạch nước mưa đồng trên khóe mắt, tôi thẩn thờ bước sang phía bên kia đường. Sau đúng một phút, định thần nhìn kỹ khung cảnh xung quanh tôi, tôi mới chợt nhận ra là mình đang ở đâu. Tôi đã đậu xe ở ngay chính giữa một con đường nhỏ, một nhánh nhỏ trên đại lộ Roussel, nằm ở phía bắc thị trấn. Hiện tôi đang dừng trước cửa nhà của Cheney. Còn chiếc xe tải của tôi thì nằm án ngữ ngay trước lối vào nhà của họ. Bên kia đường là căn hộ của anh em nhà mát. Tôi hiểu rằng mình phải di dời chiếc xe tải và mình phải trở về nhà. Thật là không nên chút nào khi cứ thơ thẩn như thế này ở ngoài đường đầu óc thì để ở mãi tận đâu đâu, còn cơ thể thì mệt nhoài. Đã vậy còn muốn phá làng phá sớm, để cho chiếc xe tải gầm rú khắp thị trấn pho này nữa. Mặt khác, thế nào cũng có người sớm nhận ra tôi và báo cáo lại với ngài cảnh sát trưởng cho mà xem. Tôi hít vào một hơi thật sâu, toàn bỏ đi. Thì bất chợt, cái biển hiệu trong sân nhà của mát đập vào mắt tôi. Thật ra, nó chỉ là một miếng bìa cạt tông đang dựa tạm vào chân thùng thư đặt trước nhà. Miếng bìa viết ngoệt ngoạt, mấy chữ cái in qua. Đôi khi những gặp gỡ tình cờ lại trở thành định mệnh. Trùng hợp chăng? Cớ sao lại như thế chứ? Tôi không rõ nữa, nhưng mà xem ra cũng có hơi dớ dẫn một chút khi cho rằng đấy là do số phận. Rằng mấy chiếc xe gắn máy rì xét, siêu vẹo trong sân nhà của mát, bên cạnh cái tấm biển viết tay bán xe vốn đã được định sẵn cho một sự việc nào đấy rất ghê gớm vì rằng chúng đang đứng sừng sững ngay đó để thu hút mối quan tâm của tôi có lẽ cũng chẳng phải là do định mệnh có lẽ đấy là tất cả những gì có thể dẫn đến khinh suất mà tôi nhìn ra được trong lúc này khinh suất và dại dột chẳng phải đó là những từ mà ngài cảnh sát trưởng vẫn thường xuyên sử dụng để gán cho xe máy đó sao Thật ra nếu so với những cảnh sát ở thị trấn lớn hơn thì công việc của bố tôi chưa đến nỗi gọi là bận luôn tay. Không có thời gian để thở. Nhưng nói vậy cũng không phải là bố chưa xử lý một vụ tai nạn giao thông nào. Trên những xa lộ dài tích tấp, trơn trợt, đầy những đoạn ngoằn ngoèo đâm xuyên qua rừng, lắm ngã rẽ, khó nhận thấy, cứ liên tục tiếp nối nhau. Thì làm sao mà thiếu được các pha hành động nghẹt thở kia chứ? Khi những chiếc xe tải khổng lồ chở gỗ lạc tay lái ở khúc cua, thì hầu hết các số phận là vĩnh biệt thị trấn phò. Ngoài trừ các trường hợp đó ra thì phần lớn tai nạn đều xảy ra ở xe máy. Ngài cảnh sát trưởng đã từng thấy một vụ tai nạn có rất nhiều nạn nhân, hầu hết là trẻ em mới lớn nằm la liệt trên đường quốc lộ. Và bố đã buộc tôi phải hứa, từ trước khi tôi đón sinh nhật lần thứ 10 kia, rằng không bao giờ được du vi trên chiếc xe máy. Ngày ấy, chẳng cần phải suy tính gì cho lôi thôi, tôi gật đầu hứa ngay. Ai mà thèm lái xe máy ở đây chứ? Và cũng không ngần ngại gì, tôi cũng hứa luôn. Chỉ được đi xe 60 dặm một giờ. Ôi, nhiều lời hứa quá. Và tất cả như được sắp sẵn đâu vào đấy cho tôi. Tôi muốn dại dột và kinh suất. Tôi không muốn giữ lời hứa nữa. Việc gì mà cứ phải ép mình chịu khổ mãi như vậy. Tôi chỉ nghĩ được đến đây thôi. Rồi tôi bị bỏm, lội mưa đến trước cửa nhà của Mark, bấm chuông. Một người vội vã ra mở cửa. Đó là người em. Cậu ta hiện đang là học sinh năm thứ nhất của trường trung học. Tên của cậu ấy thì tôi đã quên mất rồi. Mái tóc hung hung đỏ của cậu, chỉ sắp xỉ lưng chừng vai của tôi. Khác với tôi, cậu chàng vừa nhìn thấy tôi thì đã nhận ra ngay. Ôi, chị Bela La Cậu ta lên tiếng, giọng nói đầy ấp sự ngạc nhiên. Này, em bán chiếc xe bao nhiêu thế? Tôi hỗn hển hỏi, ngón cái dung về phía tấm biển ra hiệu. Chị hỏi thật chứ? Cậu ta hỏi lại tôi. Ừ, thật, nhưng chúng không chạy được nữa đâu. Đó là điều tôi đã đoán từ trước. Khi nhìn tấm biển, tôi thở dài sốt ruột. Bao nhiêu hả em? Ừ, nếu chị thích thì cứ lấy đi Mẹ em bảo bố em đem chúng ra đường Để mà nhân viên vệ sinh Quẳng chúng vào xe rác đấy mà Tôi liếc nhìn hai chiếc xe máy lần nữa Chúng đang đứng trên mảnh sân Chất đầy những củi và gỗ Thật hả em? Thật mà Chị có muốn hỏi mẹ em không? Có lẽ tốt hơn hết Là đừng có mắc miếu đến người lớn Lỡ họ sẽ báo cáo lại tình hình Với ngài cảnh sát trưởng thì khốn thôi Không không chị tin em mà. Được, để em giúp chị nha. Mắt em đề nghị. Chúng không có nhẹ đâu đấy. Ừ, cảm ơn em. Nhưng mà chị chỉ cần một chiếc thôi. Thôi, chị cứ lấy luôn cả hai chiếc giùm em đi. Cậu ta trả lời. Biết đâu chị cần lấy một vài bộ phận. Nói rồi mắt em bước ra ngoài mưa. Cùng tôi dần hai chiếc xe nặng trịch lên cái thùng xe tải. Cậu ta có vẻ rất hầm hở khi tống khứ được cả hai chiếc xe, nên tôi cũng bằng lòng nhận lấy luôn cả hai chiếc. Này, chị tính làm gì với chúng vậy? Mắt em hỏi. Gia đình em đã không đụng đến chúng mấy năm nay rồi. Ờ, chị cũng đoán vậy. Tôi trả lời, khẽ nhúng vai. Chợt tôi nảy ra một ý định bất ngờ không dự tính trước. Kế hoạch ban đầu của tôi vẫn sẽ không thay đổi. Chắc chị sẽ đem chúng đến nhà của Đào Linh mắt em bày tỏ ngay thái độ. Nhà Dowling sửa xe lấy giá mắt thấy mồ luôn đấy. Vấn đề đó thì tôi không thể phủ nhận. Ông John Dowling vốn khét tiếng vì kiểu tính phí, không ai dám tìm đến ông ta trừ trường hợp bất khả kháng thôi. Hầu hết mọi người thích sửa xe trên Port Angeles hơn, nếu xe của họ còn có thể chạy lên đó được. Nghĩ đến điều này tôi tự cảm thấy mình thật may mắn khi bố tặng tôi chiếc xe tải sắp vào viện bảo tàng. Là cái xe của tôi hiện giờ đây. Tôi đã lo lắng không yên rồi. Nhưng mà ơn trời, nó chưa bị ốm đau sụt sùi gì cả. Chỉ phải mỗi tội gào thét quá to và chạy tối đa là 55 dặm một giờ thôi. Về dáng vẻ bề ngoài thì nó đã được Jacko Black chăm chút kỹ lưỡng từng ly từng tí. Ấy là khi nó còn là của cha cậu, ông Billy một ý nghĩ chợt xuất hiện chớp nhoáng trong đầu của tôi hệt như một ánh chớp lóe lên ngang bầu trời đúng rồi không tệ một chút nào à em biết không chỉ có quen một người biết lắp ráp xe hơi ôi thế thì tốt quá mắt em mỉm cười nhẹ nhõm và cho đến tận lúc tôi lái xe đi mắt em vẫn còn đứng dẫy tay chào tạm biệt quả là một người đáng mến biết bao Giờ thì tôi lái xe đã có chủ định hẳn hoi, tôi phải nhanh chân trở về nhà trước bố. Dẫu biết rằng tầm này mà ngài cảnh sát trưởng tan sở là một sự kiện hiếm hoi nhất trong các sự kiện hiếm hoi. Và vừa đặt chân vào nhà là tôi nhảy bổ ngay đến cái điện thoại, chùm chìa khóa vẫn còn cầm trên tay. Cho cháu gặp ngài cảnh sát trưởng Swan. Tôi nói vội khi ngài phó cảnh sát trưởng bốc máy trả lời. Cháu là Bella. Ôi, ra là Bella. Ngài Phó Cảnh Sát trưởng Steve niềm nở trả lời. Được, để chú đi kêu bố cháu. Tôi chờ đợi. Này, có chuyện gì thế Bella? Ngài Cảnh Sát trưởng hỏi liền ngay khi vừa chụp lấy ống nghe. Chẳng lẽ không có chuyện gì cần kiếp thì con không được gọi cho bố ư? Bố tôi im lặng khoảng một phút. Uhm, trước đây con chưa bao giờ gọi bố cả có chuyện gì quan trọng không con? Dạ không, con chỉ muốn hỏi bố đường đến nhà của ông Billy. Con sợ là mình không nhớ rõ lắm. Con muốn đến thăm chắc cô. Mấy tháng rồi, con không có gặp cậu bé ấy. Và ngài cảnh sát trưởng lên tiếng, giọng nói của ngài hoạt bát vui vẻ hẳn lên. Ôi, đúng rồi bèo, con có bút ở đó chưa? Đường xá xem ra cũng rất đơn giản, Tôi hứa chắc với bố rằng sẽ sớm quay về nhà ăn tối. Dù rằng bố bảo không có gì phải dội vàng và bố cũng muốn đến La Pute cùng tôi. Nhưng mà tôi khước tự. Chuyện đã thành ra như vậy nên tôi phải lái xe thật nhanh. Ngõ hầu có thể trở về nhà cho kịp dùng bữa tối với bố. Xe của tôi lao đi giữa cơn giông mù mịt trên đường ra khỏi thị trấn. Tôi hy vọng rằng sẽ gặp riêng chắc cô. Chứ nếu một khi ông Billy đã biết được ý định của tôi làm gì, thế nào ông cũng sẽ lên lớp cho tôi một thôi một hồi cho mà xem. Cứ thế, tôi phóng xe đi, trong lòng hơi nhấp nhỏm lo lắng một chút về thái độ của ông Billy sẽ dành cho mình. Ông sẽ rất hài lòng. Dù gì thì trong suy nghĩ của ông, chắc chắn mọi chuyện đã kết thúc một cách mỹ mãn hơn hẳn những gì ông mong đợi. Nỗi thanh thản nhẹ nhõm của ông sẽ chỉ gợi lại cho tôi nhớ một người mà tôi không tài nào chịu đựng nổi khi nhớ về người ấy hôm nay đừng để mình rơi trở lại trạng thái đó bèo la tôi cầu xin mình trong câm lặng tôi không còn một chút sức lực nào nữa